Chào mừng quý nhà đầu tư đến với dự án GS Nhà Bè, nơi những căn nhà thành tác phẩm nghệ thuật sống và không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình. Là một nơi nghỉ dưỡng trở về sau những giờ làm việc cực nhọc. Nơi đây, quý anh chị thực sự có cảm giác tự do, thoải mái, hòa mình vào thiên nhiên khi quý anh chị bước chân vào ngôi nhà của mình tại GS Nhà Bè. Và hôm nay, một siêu phẩm Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là một căn nhà phố. Căn nhà phố được thiết kế 7 x 17 và phía trước chừa 3m, phía sau chừa 2m. Xây dựng gồm 1 trệt, 2 lầu rưỡi. Chủ đầu tư xây dựng rất kiên cố, chắc chắn và khá đẹp, phải không quý anh chị? Hiện tại thì chủ nhà phố này á đang kẹt tiền nên cần bán gấp với một cái giá rẻ hơn giá thị trường quý anh chị ạ. Quý anh chị hãy bóc ngay cho Phước Sửu để nhận cái mức giá bất ngờ này nhé. Căn nhà phố tạo ra một không gian sống và các dịch vụ tiện ích đẳng cấp với 3 clubhouse đầy đủ các tiện nghi như là hồ bơi xịn sò nè, phòng tập gym đa năng nè, karaoke âm thanh cực kỳ chuẩn chỉnh luôn, bia, bóng bàn, tắm sông hơi, sauna, yoga đầy đủ luôn quý anh chị ạ. Có nhiều công viên theo chủ đề khác nhau, xuân hạ thu đông, có 4 mùa thì có nhiều loại hoa khác nhau thi nhau đua nở và đồng có một cái công viên đa giác quan dọc theo bờ sông, là một nơi giao bộ check-in cực kỳ đẹp cho một cái phân khu đầu tiên. Cảm giác như quý anh chị lạc vào một khu resort 5 sao GS Metro City tại Nhà Bè. Dịch vụ an ninh xịn sò của Savo bảo vệ 24/7, mở cổng đón khách hàng bằng biển số, quét mã tự động, xịt côn trùng, chăm sóc cây xanh và hút bụi thường xuyên. Tổng khu đô thị 350 hectare có nhiều tiện ích đẳng cấp nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ hội cho quý anh chị chọn làm nơi đầu tư sinh lời bền vững nhất hiện nay. Chủ đầu tư GS tại Việt Nam là một thương hiệu bất động sản nổi tiếng toàn cầu, số 1 tại Hàn Quốc, và tại Việt Nam thì có khá nhiều công trình đã triển khai cùng với những liên kết thiết kế những cảnh quan số 1 tại Việt Nam. Và bây giờ quý chị hãy liên lạc với Phước Sửu theo số điện thoại 0909 477 288 để cảm nhận một sự sống mới và mức đẳng cấp mang tên Dai Gai, tâm thức thời đại, và hãy bắt đầu hành trình của quý anh chị và tin tưởng, đặt niềm tin vào cơ hội này nhé quý anh chị.